Xin chào cả nhà. Thì hôm nay em cũng tiếp tục làm một cái video, mình cũng giao lưu với anh chị mình về chăn nuôi kiếm thêm thu nhập anh chị. Chăn nuôi kiểu nhỏ lẻ như thế này thôi, mình tận dụng cái vườn, mình tận dụng cái nguồn thức ăn thừa, mình tận dụng cái thời gian rảnh của mình anh chị, để mình nuôi vài chục con gà lấy trứng. Từ đó mình có cái sản phẩm, trước là mình phục vụ cái bữa ăn của mình để đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm, sau nữa là mình bán để kiếm thêm cái nguồn thu, kiếm thêm cái nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba gì đấy trong gia đình để cải thiện cái kinh tế. Thì như anh chị thấy, khi mà chăn nuôi gà đấy, nó có rất là nhiều hình thức chăn nuôi. Mình có thể nuôi lấy thịt, nuôi lấy trứng, thậm chí là mình nuôi để bán con giống. Nhưng mà trong quá trình mình nuôi như vậy anh chị, là bản thân là mình thấy như thế này, để mà chăn nuôi kiếm thêm cái thu nhập ổn định nhất, cho mình một cái lợi nhuận tối ưu nhất, cũng như giúp cho bản thân mình ít tốn cái thời gian chăm sóc nhất anh chị, thì chăn nuôi gà đẻ là một cái hình thức dễ thực hiện nhất cả nhà. Nó vừa ổn định về cái kinh tế, cũng như khi mình chăn nuôi gà đẻ như thế này đấy, là giúp cho mình ít bị lỗ vốn hơn cả nhà. Đặc biệt là như thế, mình nói một cách chính xác là khi mình chăn nuôi gà đẻ lấy trứng đấy, là cái rủi ro nó không có cao. Cái về thiệt hại về kinh tế, gọi là từ lỗ vốn, là gần như là rất là ít cả nhà, trừ trường hợp nó bị dịch bệnh, nó chết hàng loạt thôi, còn bình thường gần như là không có lỗ vốn. Nhưng và một cái nữa là khi mình nuôi gà đẻ như thế này á, thì cái thu hoạch của mình á, cái mình khai thác sản phẩm ấy, mình khai thác trên cái con gà rất là lâu. Mình nuôi nó có thể 5 đến 6 năm. Như bản thân mình nuôi gà Ai Cập, xin lỗi cả nhà, là gà tôm hoàng ấy, mình đã khai thác 5 năm rồi, thì rất là lâu. Còn cái lưới phía trước anh chị đang thấy, như anh chị thấy những cái giống gà mình đang nuôi đây, mình chưa có khai thác anh chị. Bây giờ mới hơn 4 tháng thôi, chưa đẻ. Nhưng mà theo mình nghĩ thì nếu khai thác thì nó cũng với cái thời gian cũng vài năm như vậy. Và bây giờ mình chia sẻ cụ thể cho anh chị xem là tại sao khi mình chăn nuôi gà kiếm thêm cái thu nhập nên tập trung vào gà đẻ, nó có những cái ưu điểm gì, cũng như là nó phù hợp ra làm sao. Thì như cả nhà cũng biết ấy, khi mình chăn nuôi gà để kiếm thêm cái thu nhập ấy, là có hai cái cơ sở để mình làm điều đó. Một là do mình có được cái vườn rộng, mình có được cái thời gian rảnh. Cái thứ hai nữa là cái kinh tế mình nó cũng gọi là chưa dư dả đấy cả nhà. Mình muốn tận dụng cái vườn, tận dụng cái thời gian rảnh đấy để mình kiếm thêm cái thu nhập. Thì cái chăn nuôi gà đẻ này nó rất là hợp cho những người ít vốn như mình. Vì sao nó hợp cả nhà? Bởi vì em cũng chia sẻ với anh chị là khi các anh chị nuôi gà đẻ đấy, ví dụ các anh chị như bản thân em đây nuôi 30 con, trong quá trình mình nuôi đấy nó hao hụt đấy cả nhà. Nào còn có 20 con thôi, nhưng mà mình vẫn có lợi nhuận anh chị. Bởi vì mặc dù chỉ còn 20 con, nhưng mà khi con gà mình bắt đầu tạo ra sản phẩm, bắt đầu đi đẻ trứng, thì mình vẫn có thu hàng ngày. Có thể lợi nhuận nó sẽ ít lại hơn so với 30 con, nhưng mà mình vẫn có cái thu. Còn ngược lại, nếu anh chị mà đi nuôi gà lấy thịt đấy, các anh chị nuôi 30 con ấy, nếu lỡ nó hao hụt còn có 20 con, thì gần như các anh chị sẽ dễ bị lỗ vốn. Các đặc điểm là như thế. Bởi vì gà lấy thịt các anh chị chỉ bán có một lần thôi, nên là thật sự cái đầu ra và đầu vào nó rất là dễ lỗ vốn. Còn gà lấy trứng mình có thể hao 10 con, nhưng mình cũng không bao giờ lỗ vốn anh chị. Bởi vì mình khai thác nó nhiều lần trong năm, và khai thác nó rất là lâu, nên mình có thể từ từ mà thu hầu vốn lại được. Thì đấy, cái là đặc điểm là như vậy của một cái con gà. Con gà lấy trứng là như vậy anh chị. Và một cái thứ hai nữa, khi các anh chị nuôi gà lấy trứng là các anh chị không có áp lực về thời gian. Ví dụ như bây giờ 4 tháng nó không đẻ thì 5 tháng, 5 tháng nó không đẻ thì 6 tháng cũng được anh chị. Mình có thể cho ăn cầm chừng, có gì mình cho ăn đấy, tiết kiệm nhất chi phí có thể. Nhưng mà khi các anh chị nuôi gà lấy thịt đấy, thì gần như bắt buộc anh chị phải bán nó trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ một con gà lấy thịt, con gà to mà đi,
các anh chị phải nuôi 5 tháng là các anh chị phải xuất bán. Chứ nếu các anh chị mà xuất bán quá trễ thì mình sẽ bị lỗ vốn, bởi vì nó sẽ ăn nhiều, còn để lâu nó sẽ cần ăn nhiều cả nhà. Nhưng mà cả nhà cũng biết rồi, khi con gà lấy thịt mà nó đã qua cái độ tuổi tầm 5 tháng tuổi là nuôi nó không có lớn nữa, không bao giờ lớn nữa anh chị, nên chỉ có cần ăn là cần lỗ thôi. Vì thế cái con gà lấy trứng ấy, nó tối ưu hơn là như vậy. Tất nhiên khi mình chăn nuôi gà lấy thịt ấy, cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn anh chị, nhưng mà vì mình nuôi kiểu nhỏ lẻ, kiểu tính kiếm thêm vài đồng thôi, một số tiền nhỏ thôi, nên mình ưu tiên cái sự an toàn hơn, tránh cái rủi ro đi anh chị. Tất nhiên khi mình nuôi gà đẻ trứng thì nó cũng có rủi ro, nhưng mà cái rủi ro nó rất là thấp. Và mình có chia sẻ là nếu nó có bị hao hụt anh chị thì mình vẫn có lợi nhuận. Như mình, như phía trước cả nhà thấy đàn gà của em là 30 con rồi, bây giờ còn 20 con thôi, nhưng mà em cũng khẳng định em vẫn có lợi nhuận. Có nghĩa là nó không còn lợi nhuận nhiều như 30 con nữa, nhưng mà với 20 con thì một ngày mình thu bình quân cũng được 10 đến 12 quả. Vì gà siêu đẻ có thể nó đẻ hơn như thế thì mình vẫn có lợi nhuận, mặc dù nó ít nhưng mà nó vẫn có đều. 2-3 tháng sau mình sẽ lấy lại cái lợi nhuận liền cả nhà. Cái đặc điểm như vậy. Và một cái đặc biệt nữa, khi mình nuôi gà đẻ như thế này, nếu sản phẩm mình tạo ra đó anh chị mà mình bán không có được thì mình có thể để thời gian lâu, mình bảo quản lâu được anh chị. Chứ còn khi con gà lấy thịt ấy, các anh chị mình nuôi tới thời điểm xuất bán, em có chia sẻ rồi đấy, mình không bán đúng thời điểm thì gần như mình sẽ lỗ, mình sẽ bị áp lực về kinh tế ngay liền. Còn con gà lấy trứng là mình có thể bảo quản trứng được 10 ngày, thậm chí nửa tháng nếu mình biết cách bảo quản trứng nó cả nhà. Thì đấy chính là cái tối ưu của việc nuôi gà lấy trứng, cũng như là việc nuôi gà lấy trứng nó rất là phù hợp cho những người ít vốn như mình và muốn kiếm thêm cái thu nhập. Và một cái nữa cả nhà, là khi mình nuôi gà lấy trứng ấy, là vì cái chế độ dinh dưỡng nó cũng không có nặng nề như cái con gà lấy thịt. Con gà lấy thịt nếu anh chị cho ăn không đúng cách nó sẽ bị ốm đi, và mình bán nó sẽ bị lỗ. Nhưng con gà lấy trứng ấy, nếu anh chị cho ăn ít thì lợi nhuận các anh chị sẽ ít lại thôi, là cho ăn ít thì nó để ít, và ngược lại cho ăn nhiều thì nó đẻ nhiều. Gần như là cái tỷ lệ nguồn thức ăn đưa vào với cái lợi nhuận anh chị nhận lại được nó luôn luôn tỷ lệ thuận với nhau. Cho ăn nhiều thì nó đẻ nhiều, chi phí về thức ăn nhiều thì mình thu hoạch nhiều, chi phí thức ăn ít mình cho ăn ít thì mình lại thu hoạch nó ít anh chị. Thì nó luôn 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 như vậy. Cái đặc điểm của con gà lấy trứng là như vậy. Thì đây là cái cách mình nuôi. Và bản thân mình có một cái lợi thế hơn nhiều người, nhiều anh chị, là mình có được cái nguồn thức ăn thừa. Hay cũng chia sẻ với cả nhà, thức ăn thừa này từ cái quán ăn của mình bán ra đấy, mình tận dụng lại, gần như cái chi phí về thức ăn nó rất là ít tốn kém. Từ đó mình nâng cao lên, mình tăng lên được cái lợi nhuận anh chị, tăng lên được cái lợi nhuận là như thế, là ưu điểm là như vậy. Còn về cái mà chăm sóc nó thì cũng chia sẻ với tất cả anh chị là con gà lấy thịt hay gà lấy trứng, con nào nó cũng có một cái khoảng như nhau, là giai đoạn gà con rất là khó chăm. Nhưng mà khi qua con gà giai đoạn gà con ấy, gà mà tầm 3 tháng tuổi đấy, và cỡ tầm này đó anh chị, cỡ tầm như đàn gà em phía trước ấy, là gần như rất là dễ chăm. Nó sống thì kiểu tự nhiên, nó chống chọi được mọi cái căn bệnh cơ bản, trừ dịch thôi anh chị. Dịch thì mình không thể tránh được. Dịch thì cho dù có vaccine nào cũng chữa không được, ví dụ như cúm gia cầm đấy là chịu, còn bình thường nó sẽ chống chọi được, vì nó cũng qua cái giai đoạn rồi anh chị, qua cái giai đoạn ốm đau rồi, nó đã trưởng thành rồi. Cứ như thế mình nuôi nó thôi, nuôi nó, khai thác nó vài năm, khi nào mà nó không còn đẻ được trứng nữa thì mình mới bắt đầu tính một cái phương án gọi là thải loại. Thì đây chính là cái ưu điểm. Cũng như là khi mình nuôi gà đẻ trứng đấy, cái chuồng trại nó cũng rất là đơn giản anh chị. Như mình nuôi chuồng trại mình như anh chị thấy em rào lưới xung quanh thôi, và mình làm một cái ô chuồng nhỏ nhỏ vài mét vuông như vậy, 6-7 mét vuông cho đủ 20 con thôi anh chị. Không có đặt nặng vấn đề, cơ bản là mình che được nắng. Mùa nắng là nó phải mót cái chuồng mình phải mát mẻ, mùa đông là phải ấm, cũng như mình che được mưa gió anh chị, che được ánh nắng mặt trời. Như vậy là ổn trong một cái chuồng gà đẻ để kiếm thêm cái thu nhập. Anh chị nào mà có chuồng heo, chuồng lợn, chuồng bò, cái nhà kho mà bỏ trống thì mình có thể tận dụng. Và đặc biệt anh chị nào mà có một cái vườn rộng nữa ở quê ấy, ai mà có vườn rộng thì càng tuyệt vời,
mình chăn thả ngoài vườn, tự nó đào sới thức ăn, mình lại cần ít tốn chi phí, từ đó cái lợi nhuận mình cần lại cao. Cũng như là con gà là thuộc họ nhà chim đó cả nhà, nó có tập tính tự nhiên gần đến 90, gần như 100%. Con người mình không có tác động gì về cái vấn đề mà sinh đẻ trứng của nó cả, mình chỉ có cho nó ăn thôi. Một cái đặc điểm như vậy, gà rất là dễ nuôi cả nhà. Vì thế mình thấy chăn nuôi gà đẻ trứng rất là phù hợp cho những người ít vốn, cho những người muốn kiếm thêm cái thu nhập thứ hai, thứ ba trong gia đình, muốn cải thiện cái kinh tế anh chị, muốn cải thiện cái kinh tế. Mình chăn nuôi kiểu kết hợp chăn thả ngoài vườn, kết hợp tận dụng cái nguồn thức ăn thừa, chứ không cho ăn cống công nghiệp anh chị nhé. Thì đây là cái chia sẻ của mình về chăn nuôi gà là như vậy. Em cũng kết thúc cái video tại đây cả nhà. Và mình cũng chúc cho những anh chị mình ai đang chăn nuôi gà kiếm thêm cái thu nhập luôn luôn thành công, đạt được một cái sản phẩm như ý. Em cũng xin hẹn mọi người ở một video kế tiếp.